để nướng cho nó dễ chút. Thèm quá. Mà cái nhà nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV của mình ngày hôm nay nữa nha. Bây giờ là mình đang đi tập thể dục vào buổi sáng nha cả nhà, rất là mát mẻ luôn. Đây là ở đảo mình nè cả nhà. Đó, đây là xung quanh này ở đảo mình. Con đường này là nhà nước đã mở ra lâu lắm rồi, cũng 4-5 năm gì rồi. Bây giờ thì mình sẽ mời cả nhà cùng đi tập thể dục với mình nha. Mình tập thể dục xong rồi mình sẽ đi kiếm một cái món như thật là ngon để mà mình thưởng thức tiếp cho cả nhà. Giờ đi thôi cả nhà ơi. Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV của mình ngày hôm nay nữa nha. Hôm nay thì mình sẽ dành tặng cho cả nhà một cái món ăn nữa, đó là mình sẽ dùng cái đùi gà để mà mình ướp với sa tế rồi sau đó mình sẽ đem lên nướng dưới bếp ga nha cả nhà. Hôm nay thì cũng là 3/4, cũng chung là chưa tới còn mấy ngày thôi, chỉ còn 3-4 ngày thôi. Hôm nay chắc cũng cỡ 28-29 gì đó mình không biết. Thì nói chung là gần lễ 3/4 rồi thì mình cũng muốn dành tặng cho cả nhà một cái món ăn thật hấp dẫn. Trong ngày lễ 30/4, ngày chiến thắng của Việt Nam mình nha. Thì bây giờ không để cả nhà chờ lâu, ta bắt đầu đi mua đùi gà và bắt đầu chế biến được cho sạch sẽ nha cả nhà. Đây mình sẽ chút nữa mình sẽ nướng cái đùi gà lên trên đây nha cả nhà. Mình không nướng cái đùi gà, mình xin lỗi cả nhà nha. Mình sẽ dùng cái đùi rà gà đó, mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra, mình sắc từng miếng bự bự ra, mình sẽ nướng lên đây cho đẹp. Nhưng mà mình sẽ không thể nào mà nướng không vậy được. Cả nhà biết sao, nó sẽ dính vô màu khác lắm. Mình sẽ dùng mỡ ra, dầu ăn á, dầu ăn để mình chét ở đây để mình nướng cho dễ. Mình sẽ không có để, cả nhà nên nhớ điều là mình nướng gà mình sẽ để lửa vừa vừa thôi, đừng có để lửa cao quá. Mình sẽ dùng cái hơi của nó để mà mình nấu, để mình nướng nha. Rồi. Rồi, chào cả nhà nha. Mình vừa mới mua cái đùi gà về nè cả nhà. Ở đây. Đây là một ít ớt nha. Ớt này thì mình sẽ bỏ chung vô đây để mà mình làm chung với đùi gà này luôn ha. Đùi gà này thì mình sẽ không có nướng lên nha. Mình không có nướng nguyên cái đùi này. Mình sẽ sắc nhỏ ra, sắc vừa ra để nướng cho nó dễ chín hơn cả nhà. Đây. Rồi mình mua nè.
sẽ rửa bằng nước muối nha. Mình làm cái gì cũng sẽ rửa qua muối cho nó sạch. Cả ớt luôn. Rồi đổ nước vô đi không? Rồi đổ nước vô đi. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Cả nhà xin vừa mới làm xong cái đùi gà, mình sẽ lóc thịt ra đó rồi để nướng cho nó dễ hơn, chứ mình để nguyên cái nướng nó hơi lâu quá, làm hơi lâu chín nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu qua công đoạn mình ướp cho nó ngon nha cả nhà, rồi sau đó mình để trong vòng cỡ gần một tiếng đi, mình sẽ nướng liền luôn cho cả nhà xem nha. Đây này cả nhà, mình đã để gà này, cả nhà thấy không đó, cái này cái đùi nè, cái đùi mình lóc ra nè, còn đây là thịt. Thịt mình đã để ra một bên, nướng vậy nó mới ngon nữa cả nhà. Mà sau đó mình sẽ ướp ha. Rồi vậy đây, có một trái dừa này cả nhà, mình sẽ bỏ một ít nước vô đây thôi nha, nghĩa là mình sẽ đổ vô đây một ít thôi, không có nhiều ha, mình đổ lên đây ít thôi đó, một chị thôi đó. Rồi mình bỏ vô đây một ít rồi mình ướp thêm một chút sa tế vô nữa nha. Đây mình có sa tế nè, thấy không, bỏ thêm sa tế vô đây nữa, rồi mình bỏ thêm gia vị nữa rồi mình ướp ha, cho thêm một chút nước dừa vô để cho nó đậm đà cái hương vị của con gà vô. Còn như này thì để mình đổ vô nước đá. Bây giờ là mình sẽ trộn rồi cả nhà. À, cầm chanh trộn đây. Được. Ok cả nhà, bây giờ anh em mình đã ướp xong tất cả mọi thứ rồi, một chút nữa mình sẽ cho cả nhà thưởng thức cái món cái đùi gà nha, cái miếng thịt đùi gà nướng lên như thế nào. Mình sẽ không thể nào dùng cái lửa cao để nướng cái miếng gà này được, sẽ dùng cái lửa hơi hơi vừa vừa thôi để mình nướng nha, chứ cũng không phải là nhỏ quá nha cả nhà. Hên lại trên chỗ mình nè, có cái miếng tre nó mát.
cháu nấu. Hai con ngồi xa xa ra nha. Dầu đi dầu rồi, dầu mới đứa sinh. Dầu sinh qua hàng sử dụng nó vàng dữ lắm. Cái này có nóng đông chi nó mới tới hoài. Bỏ ngon rồi. Quá chịu khó rồi. Quá trời thơm cả nhà ơi. À, đây là miếng gà, miếng đùi gà mình nè. Wow, nó quá ngon. Trời ơi. Thơm ha. Thơm. Cậu đi ăn xong rồi để vô cái dầu luôn nữa đó. Cậu nó cái cái này gần chín rồi đó. Chua đâu bà ơi. Mấy đứa cháu mình nó đói với cả nhà, nó thèm ăn gì đó. Thật sự ra thì sẽ gán nướng trong vòng cỡ 30 phút. Gà nướng trong vòng 30 phút mới chín. Mình sẽ đem lên tiếp nha. Đây. Sao cái rồi? Mở vô mày. Cho bạn ấy kìa. Mở vô bạn ấy kìa. Đói bụng chưa? Chưa luôn hả? Mới ăn cơm rồi cả nhà ơi. Mới ăn cơm đó. 8 chén cơm. 1 chén à. Này 10 chén cơm. 10 chén cơm phải không? Ngọc Anh làm 10 chén cơm phải không? Nhà nó ngon á. Thèm quá. Không? Nè. Đúng rồi, nếu nó khô chét chét vô mấy chỗ này nè. Cho nó khiếu khiếu vô. Chút chút nữa cho mọi người chắc miếng ha. Ok ok. Hiểu không? Nó chứ cái nó thấy 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 anh thấy Hoàng làm sao làm vậy đi. Vậy. Ủa cái cây đó cây của Bạch Hà. Cây Bạch Hà đó. Dễ ha. Nếu có cây cỡ còn dễ hơn đúng không Sinh? Thôi, cái này được rồi. Không, cái cây mà làm lá chuối. Cái cây đó. Cây chuối hả? Cái cây chuối làm chết đúng không Sinh? Lá chết đó á. Chuối đúng rồi. Lá chuối. Nó chết rồi. Cắt ra rồi xong rồi mình cái cây cái này không có ngủ mà lá chuối nó ngủ nó chết luôn luôn. Rồi mình nướng lật qua lật lại để cho hai bên nó đều ngay nhà, rồi sau đó mình sẽ để một bên đi chín luôn. Để ăn thử đi. Ít thôi. Đó, hôm nay lật lên. Bánh kia vô. Ngon không? Ngon, bá cháy. Rồi. Còn cái này nè. Mời cả nhà nha. Trời ơi, quá đã rồi nè, ngon quá. Ngon không? Ngon, đi đến. Cái cháo thì cái cháo.
quá là ngon cả nhà. Cái nước dừa nó vô, nước dừa mình ngâm, mình ướp vô nó quá trời ngon luôn, sự đậm đà. Thịt gà cũng không mặn quá, cũng ngọt, cũng ngọt hết, vừa đủ ăn luôn. Ngon. Quá ngon. Con ăn đây cho anh coi. Mình bỏ gian hơi nhiều rồi cả nhà, nên nó hơi bị khét một chút. Quá trời. Mà cái nhà nha. Rồi giờ mời cả nhà nha. Ngon không? Quá trời tuyệt vời. Do mình bỏ vô ăn hơi nhiều bị khét hết cả nhà. Bỏ vô ăn hơi nhiều. Rồi mời cả nhà thưởng thức với mình này cái món miếng đùi gà này nha. Ăn ngon anh ơi. Đi. Đi nó ngon á. Ở bên. Cũng ngon không? Ăn ngay cái đầu tiên này. Mời cả nhà nha. Cái khúc sữa này ngon à. Cái sữa này ăn ngon. Quanh ăn mạnh lên. Cái món ăn của mình đến đây xin kết thúc cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái món ăn hấp dẫn kế tiếp nha. Bye bye cả nhà. Bye. Hấp dẫn nào chúng ta. Cũng gần.